Bây giờ Việt Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh tài khoản. Bạn bấm vào chữ tiếp tục. Chọn điền vào. Điền họ và tên theo chứng minh nhân dân. Chọn giới tính. Chọn ngày tháng năm sinh. Bấm tiếp tục. Chọn loại giấy tờ, chọn chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Ở đây tôi sẽ xác minh theo chứng minh thư nhân dân. Điền số chứng minh nhân dân. Điền ngày cấp. Chọn ngày kết thúc của tài liệu và điền nơi cấp. Sau đó bấm tiếp tục. Điền địa chỉ, viết tiếng Việt không dấu, thông tin theo nơi thường trú trên chứng minh nhân dân. Nếu bạn chọn xác minh theo hộ chiếu thì cũng điền theo địa chỉ nơi thường trú của chứng minh nhân dân nhé. Tiếp theo bấm tiếp tục. Bạn kiểm tra kỹ lại thông tin một lần nữa. Tích vào ô tôi xác nhận thông tin cá nhân và bấm hoàn thành. Bây giờ bạn cần tải ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân. Lưu ý chứng minh nhân dân cần rõ ràng, đọc được, có màu, kích thước tối thiểu 52 kilobit và tối đa 3 megabit. Bấm vào chọn. Chọn mặt trước chứng minh nhân dân. Bấm tải lên. Sau khi tải lên xong mặt trước, tiếp tục tải mặt sau tương tự.
tích vào ô tôi đã tải lên tất cả các giấy tờ cần thiết và xác nhận chúng. Cuối cùng bấm lưu. Việc xác minh có thể mất 24 giờ, thông tin gửi kiểm tra vào thứ Bảy và Chủ nhật sẽ được xử lý vào thứ Hai tuần kế tiếp. Thông thường bộ phận xác minh tài khoản của Skyway sẽ bắt đầu xác minh từ 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Xin nhắc rằng, bạn chỉ có thể đăng ký một tài khoản để tham gia vào dự án. Nếu bạn đăng ký tài khoản thứ hai với cùng thông tin để xác minh, tài khoản thứ hai của bạn và số tiền trong đó sẽ bị khóa cho tới khi xem xét yêu cầu. Thời gian xem xét yêu cầu tới 45 ngày. Các bạn sẽ chỉ được sử dụng một email, một chứng minh nhân dân, một số điện thoại cho một tài khoản Skyway. Có một lưu ý vô cùng quan trọng tiếp theo, đó là trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn đăng ký tài khoản, bạn sẽ được nhận được chương trình ưu đãi đặc biệt 10% cổ phần. Ví dụ gói đầu tư 1.000 đô la bạn nhận được 33.000 cổ phần cộng thêm 3.300 cổ phần thưởng. Tổng bạn nhận được 36.300 cổ phần. Chương trình không giới hạn số lượng gói đầu tư, áp dụng cho cả trả thẳng và trả góp. Thời gian đếm ngược tại trang chủ của bạn. Hết thời gian này bạn sẽ không nhận được chương trình ưu đãi 10% cổ phần nữa. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách đăng ký và xác minh tài khoản. Bạn cần bất kỳ sự tư vấn hay hỗ trợ, hãy comment phía dưới video này nhé, tôi sẽ phản hồi ngay cho bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất, cập nhật nhanh nhất về tiến trình phát triển cũng như IPO của Skyway. Xin chào và chúc các bạn thành công!